Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội nghị tổng kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019. Công văn số 1298 của Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành về việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 lứa 6 vụ thu mùa năm 2019. Khai trương thùng quỹ từ thiện tại Bưu điện huyện Thạch Thành. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 17 tháng 7, Chi cục thuế huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo phòng tài chính cùng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ Chi cục thuế huyện. Nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm 2019 được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, kinh tế ổn định. Các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, Chi cục thuế huyện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Kết quả thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 đạt 40 tỷ 197 triệu đồng, bằng 56,1% dự toán pháp lệnh. Tại hội nghị đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nợ, thu hồi nợ đọng, công tác thanh tra kiểm tra thuế và những giải pháp triển khai trong 6 tháng cuối năm. Hội nghị đã triển khai những điểm chủ yếu của luật quản lý thuế và chương trình hành động triển khai thực hiện luật. Nội dung chính của thông tư hướng dẫn nghị định về hóa đơn điện tử. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, Chi cục thuế huyện đã đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 10 nhóm giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thu đối với những khoản thu đạt tiến độ thấp, tăng trưởng không cao, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra chống thất thu và gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ, giá tính thuế, thực hiện kỷ cương thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết của Chính phủ và các chương trình hành động của Bộ Tài chính về cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ khởi nghiệp, thực hiện tốt chương trình xây dựng thể chế, chính sách pháp luật, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã biểu dương những nỗ lực phấn đấu cùng những kết quả đã đạt được của ngành thuế và các địa phương trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, chỉ đạo trong thời gian tới cần khắc phục những khó khăn, chủ động nhiều giải pháp, triển khai quyết liệt, quyết tâm thực hiện bảo đảm thu ngân sách nhà nước đạt và vượt kế hoạch dự toán tỉnh giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019 và những năm tiếp theo. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung công văn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành về việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 lứa 6 vụ thu mùa năm 2019. Nội dung công văn như sau. Kính gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, hiện nay toàn huyện đã gieo cấy xong diện tích lúa vụ thu mùa. Tuy nhiên, đầu vụ thời tiết nắng nóng khô hạn nên một số diện tích lúa sinh trưởng phát triển chậm, đẻ nhánh kém. Đầu tháng 7 trên địa bàn huyện có mưa, cây lúa phát triển nhanh. Sau khi có nước, nông dân đã tập trung chăm sóc. Đây là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh gây hại, nhất là sâu cuốn lá nhỏ. Hiện tại, sâu cuốn lá nhỏ lứa 5, chủ yếu tuổi 1-2, mật độ phổ biến 2-3 con trên 1m2, cao 10-15 con trên 1m2 và đang gây hại rải rác trên tất cả các xứ đồng. Dự báo trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 sẽ vũ hóa rộ từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 8 tháng 8 năm 2019. Sâu non lứa 6 sẽ gây hại tập trung từ nửa đầu tháng 8 trở đi. Vào ngày mùng 8 tháng 7 năm 2019, Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn số 223 về việc phòng trừ sâu cuốn lá lứa 5 vụ thu mùa năm 2019. Để chủ động phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 lứa 6 trên lúa, Chủ tịch Ủy ban dân huyện yêu cầu 1. Đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo chính xác các đối tượng sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.
những diện tích lúa giai đoạn đẻ nhánh có mật độ sâu non trên 50 con trên 1 mét vuông. Lúa giai đoạn đồng có mật độ sâu non trên 20 con trên 1 mét vuông, cần chỉ đạo phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu. Không chỉ đạo phun thuốc tràn lan, đồng thời tuyên truyền nông dân trong khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần mang theo bảo hộ lao động và thu gom xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng đúng nơi quy định. 2. Trạm bảo vệ thực vật nắm chắc tình hình thời tiết, thăm đồng thường xuyên, điều tra dự tính dự báo diễn biến tình hình sâu bệnh, khuyến cáo các biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 lứa 6 theo đúng hướng dẫn. Tổng hợp tình hình sâu bệnh hại báo cáo Chủ tịch Ủy ban dân huyện hàng tuần và tham mưu biện pháp phòng trừ kịp thời đạt hiệu quả, không để lây lan ra diện rộng. 3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ thu mùa năm 2019, tăng cường phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện, đảm bảo phòng trừ đạt hiệu quả, bảo vệ năng suất lúa vụ thu mùa năm 2019. 4. Đài Phát thanh Truyền hình huyện tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 lứa 6 hại lúa trên địa bàn huyện, tuyên truyền nội dung các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa để người dân chủ động phòng trừ đạt hiệu quả cao. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân các xã thị trấn, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp nông nghiệp thực hiện nghiêm túc nội dung trên, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Đình Thành đã ký. Thưa quý vị, hưởng ứng chương trình phối hợp giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam với Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam về việc khai trương thùng quỹ từ thiện trên hệ thống Bưu điện Việt Nam, vào sáng ngày 17 tháng 7 năm 2019, Bưu điện huyện đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ huyện Thạch Thành tổ chức lễ khai trương thùng quỹ từ thiện đặt tại đơn vị. Đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, nhằm nhân rộng phong trào người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện để gây quỹ từ thiện phục vụ công tác an sinh xã hội. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bưu điện huyện và Hội Chữ Thập Đỏ huyện Thạch Thành đã ký kết thỏa thuận giữa hai đơn vị nhằm tiếp tục triển khai nhiều nội dung, tạo nhiều chương trình hoạt động an sinh xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện. Thùng quỹ từ thiện thể hiện dòng chữ kết nối, sẻ chia và lan tỏa. Thông điệp của tháng nhân đạo năm 2019 được niêm phong có dấu đỏ của Bưu điện và Hội Chữ Thập Đỏ huyện. Định kỳ 6 tháng một lần hoặc tùy từng trường hợp cụ thể, Hội Chữ Thập Đỏ huyện sẽ phối hợp với Bưu điện tổ chức mở thùng. Khi mở thùng quỹ, hai bên thực hiện kiểm kê số tiền thu được, lập biên bản về việc mở thùng và bàn giao toàn bộ số tiền thu được cho Hội Chữ Thập Đỏ huyện. Khi tổ chức trợ giúp cho các trường hợp khó khăn, Hội Chữ Thập Đỏ và Bưu điện huyện sẽ thảo luận và thống nhất phương án triển khai nguồn quỹ nhằm đảm bảo hiệu quả và thiết thực, phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Ngay sau khi đặt thùng quỹ từ thiện, các đại biểu, cán bộ công nhân viên Bưu điện và Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã thực hiện đóng góp vào thùng quỹ. Tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với hai dây chuyền đồng bộ, công suất 7,5 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền, trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó, chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt, sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin, xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8 MHz và trên website thachthanhtv.vn. Phần cuối chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Huyện Thạch Thành phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ thôn. Thưa quý vị, về thôn Tiến Thành, xã Thạch Định, điểm sáng về huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới. Ấn tượng đầu tiên là những tuyến đường giao thông được bê tông hóa, chạy vào tận cổng ngõ của từng hộ dân. Toàn thôn có hơn 3 km đường ngõ xóm, trước đây chỉ rộng chừng 1 mét, đến nay đã rộng đến 2 mét. Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Đức Bảy, bí thư chi bộ thôn đã cùng với các đồng chí trong cấp ủy đề ra chủ trương mở rộng đường giao thông nội thôn lên 4 mét. Phát huy tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ, chi bộ thôn đã tổ chức các cuộc họp dân để bàn bạc về mức đóng góp.
Mặt khác, với sự gần gũi, nhiệt tình, đồng chí Bảy còn trực tiếp gặp gỡ từng hộ dân để vận động bà con hưởng ứng tham gia đóng góp tiền, hiến đất làm đường giao thông. Với sự công khai dân chủ, 158 hộ dân trong thôn đã chung sức đóng góp hơn 600 triệu đồng và hiến đất trên 3.000 m² để làm đường giao thông. Hiện nay, 100% đường giao thông nội thôn đã được bê tông hóa. Bên cạnh đó, mỗi hộ dân trong thôn còn đóng góp 250.000 đồng, xây thêm sân khấu, trồng cây xanh xung quanh nhà văn hóa thôn. Nhìn quê hương đang từ ngày thay da đổi thịt, người dân thôn Tiến Thành thêm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của đồng chí bí thư chi bộ Nguyễn Đức Bảy. Trên mặt trận giảm nghèo, chi bộ thôn Đồng Đa, xã Thành Công đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo mà đứng đầu là đồng chí bí thư chi bộ Bùi Văn Bằng trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, khai thác hiệu quả lợi thế tiềm năng đất đai để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đồng Đa vốn là thôn đặc biệt khó khăn, vì vậy bên cạnh việc trồng lúa nước để đảm bảo lương thực, cấp ủy chi bộ đã tập trung chỉ đạo, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế rừng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng cây mía nguyên liệu ở những vùng đất ven đồi. Toàn thôn có hơn 60 hectare rừng sản xuất, 12 hectare mía nguyên liệu. Từ việc phát huy được tiềm năng lợi thế về đất, xác định được cây trồng chủ lực, kết hợp với phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm trong vườn hộ mà đời sống người dân thôn Đồng Đa từng bước được nâng lên. Thu nhập bình quân của người dân trong thôn đến năm 2018 nâng lên 32 triệu đồng trên người. Nếu vào năm 2017, trong thôn có 56 hộ nghèo, thì tính đến cuối năm 2018 giảm xuống còn 19 hộ. Không chỉ đóng góp trong việc nâng cao thu nhập cho người dân, trên cương vị bí thư chi bộ, đồng chí Bùi Văn Bằng đã cùng với cấp ủy vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như cuộc vận động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện hương ước quy ước của thôn, hòa giải các mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân. Huyện Thạch Thành hiện có 199 đồng chí bí thư chi bộ thôn khu phố thuộc 28 đảng bộ xã thị trấn. Những năm qua, các đồng chí bí thư chi bộ thôn khu phố luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Đội ngũ bí thư chi bộ thôn khu phố đã cùng với cấp ủy chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cây trồng, mùa vụ, đưa giống cây con có năng suất chất lượng cao vào sản xuất và chăn nuôi. Nổi bật là thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, toàn huyện đã chuyển đổi hơn 411 hectare đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế, tiếp tục thực hiện 30 cánh đồng mẫu lớn, sản xuất lúa hai vụ, mở rộng diện tích các loại cây trồng có lợi thế lên 433 hectare. Thông qua tuyên truyền vận động của đội ngũ bí thư chi bộ thôn khu phố, nhân dân trong huyện đã chung sức tự nguyện đóng góp 274,682 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Sự phát triển đi lên của huyện Thạch Thành hôm nay có những đóng góp quan trọng của đội ngũ bí thư chi bộ thôn khu phố. Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2019. Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa là cơ sở giáo dục đào tạo đại học chính quy trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phân hiệu thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2019 như sau. Chỉ tiêu đại học 240 sinh viên, vùng tuyển sinh trong phạm vi cả nước. Phương thức tuyển sinh. Phương thức 1, xét tuyển theo kết quả học tập trong học bạ lớp 12 hệ trung học phổ thông. Tổng điểm 3 môn của tổ hợp môn xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không nhỏ hơn 18 điểm. Phương thức 2, xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Các ngành tuyển sinh hệ đại học chính quy bao gồm kế toán, quản lý đất đai, công nghệ kỹ thuật môi trường, kỹ thuật trắc địa bản đồ, công nghệ thông tin, quản lý tài nguyên và môi trường, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, tổng hợp môn xét tuyển, tổ hợp 1 toán lý hóa, tổ hợp 2 toán lý tiếng Anh, tổ hợp 3 toán hóa sinh, tổ hợp 4 toán ngữ văn và tiếng Anh. Những thuận lợi khi học tại phân hiệu đóng tại trung tâm thị xã Bỉm Sơn, gần ga tàu, bến xe cạnh quốc lộ 1A, được thực hành trên máy móc và thiết bị hiện đại, được xét cấp học bổng mỗi kỳ, miễn giảm học phí và hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, ký túc xá rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, được tư vấn giới thiệu việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo. Sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, nếu có nhu cầu sẽ được phân hiệu giới thiệu đi làm việc tại Nhật Bản và Hàn Quốc theo đúng chuyên ngành đào tạo. Chi tiết xin liên hệ
phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ: số 4 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Số điện thoại: 02373 824175 hoặc 0961 847550. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn đến với Media Mart sôi động hè 2019. Siêu thị điện máy Media Mart Thạch Thành, số nhà 253 khu phố 5, thị trấn Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa, cách cổng chợ Kim Tân 50m. Trân trọng gửi tới quý hàng chương trình khuyến mại, xả hàng không lợi nhuận, mua hàng không cần trả trước, trả góp lãi suất 0%. Đóng phí mua hàng giảm ngay 15%, áp dụng khi mua tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa. Thanh toán qua VNPAY QR giảm thêm 200.000. Mua tivi tặng thêm bộ ứng dụng cao cấp trị giá 1.690.000. Thời điểm mua điều hòa giá rẻ nhất trong năm, hàng ngày siêu ưu đãi, điều hòa 1 chiều inverter Daikin 9000 BTU giá khuyến mại 10.490.000. Mua tủ lạnh máy giặt tặng thêm quà tiên triều, xăm quân điều hòa trả trước 0% tặng thêm quà 600.000, quân điều hòa Kangaroo giảm 38%, giá sốc 2.690.000. Mua tivi trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, 100% tặng quà. Chưa dừng ở đó, chưa dừng lại ở đó, siêu thị điện máy Media Mart Thạch Thành, số nhà 253 khu phố 5, thị trấn Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa, cách cổng chợ Kim Tân 50m, miễn phí giao lắp đổi trả hàng lên tới 45 ngày. Truy cập ngay website thegioidienmay.com hoặc gọi ngay hotline 1900 6788. Media Mart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.